Shippo sưu tầm, xin chào cả nhà nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh em một mẫu bật lửa xưa 1963 Shippo, nội địa Mỹ 1963, chủ đề khắc ăn mòn đổ sơn zin hãng. Cây này là chưa qua sử dụng nha anh em. Mặt trước có một cái vết là do bảo quản ẩm nó bị nổ rơm. Đáy đúng 3 chấm chuẩn, có bạc đăng ký bản quyền ha. 1963, mộc ngược, tình trạng là chưa qua sử dụng nha, new nha, rất là liền lạc, cứng cáp, nguyên zin, chuẩn hàng new nha. Và cây này thì em giao lưu anh em rất là mềm, do nó có một cái vết lỗi nổ rơm đây nha. Đây, rất là mềm, cây là chuẩn chưa qua sử dụng 1963, 60 năm rồi, 60 tuổi ha. Bánh xe sở chỉ, lưỡi gà lá lúa, bắt bột trắng, chuẩn đời nha. Hai bên anh em xem hai bên cái buồn đốt là chưa có vết xước luôn. Cây này chuẩn 1963. Cái đời cuối cùng còn bánh xe sở chỉ nha anh em. Anh em xem trong lòng nắp nha. Rất là sạch sẽ, chưa có vết ám khói luôn. Hai bên vách nắp là chưa có vết xước luôn ha. Và chỗ cái tì giữa cái búa và cái chữ U nó cũng xước rất là ít. Chuẩn new ha, cho anh em sưu tầm ha. Ruột new chuẩn theo máy nha. Có xước rất là ít, xước do qua tay nhiều người họ rút ra họ xem ruột thôi. Cây này là chưa qua sử dụng, chưa qua sử dụng luôn nha anh em. 1963, 60 tuổi rồi, nguyên zin. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 2200 thôi nha, 2200. Anh em giao lưu thì vui lòng liên hệ qua hồ sơ giúp em nha. Anh em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra, cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Em cảm ơn.